và bác sĩ Alexander Yaxin mất ngày 1 tháng 3 năm 1943 tại Nha Trang. Và theo di nguyện thì mộ phần của ông... Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Quỳnh Mai và một ngày rất là đẹp tại thành phố Nha Trang. Và ngày hôm nay rất là ý nghĩa, Quỳnh Mai sẽ dắt các bạn đi viếng thăm một vị bác sĩ mà người dân Nha Trang gọi với một cái tên rất là dễ thương, đó là thầy Năm. Người mà đã giúp đỡ cũng như là người đã phát hiện ra trực khuẩn của bệnh dịch hạch và chữa trị cho rất là nhiều người. Và hôm nay thì Quỳnh Mai mời các bạn đi thăm một vị thầy đặc biệt, đó là bác sĩ Alexandre Yaxin các bạn nha. Bây giờ thì mọi người, ban ngành đoàn thể cũng như là những người ái mộ bác sĩ Alexander Yaxin thì đang dâng hương để tưởng niệm bác ạ. Và bây giờ sau khi thực hiện nghi thức tưởng niệm viếng thăm bác sĩ Alexander Yaxin ở công viên Yaxin thì bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần mộ nơi an nghỉ của bác sĩ tại Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa các bạn nhé. Bây giờ hãy cùng theo chân Mai đi nào. Vâng, và bây giờ thì Quỳnh Mai đang có mặt tại khu mộ nơi an nghỉ của bác sĩ Alexander Yaxin. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo chân mình để tham quan khu mộ của bác sĩ nha. Sau khi tất cả mọi người chúng ta đã đến đây để thăm viếng cũng như có một nghi thức để tưởng niệm bác sĩ Alexander Yaxin thì bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến nơi làm việc trước đây của bác sĩ. Xin mời mọi người cùng theo chân Mai nha. Khung cảnh ở đây thì rất là đẹp, tọa lạc ở một ngọn đồi nho nhỏ. Hai bên đây là toàn là cây sống rắn. Cây này là cây sống rắn này, cây lưỡi hổ này. Không khí trên này rất là trong lành, rất là mát mẻ. Sáng giờ đi rất là vui vẻ, rất là happy. Không, bữa nay thời tiết Nha Trang cũng mát mẻ. Đầu tháng 3 rồi nhưng mà vẫn chưa có nóng mọi người. Thời tiết se se lạnh giống như là Đà Lạt vậy đó. Mà cũng gọi là hy hữu đúng không? Cũng trùng hợp là bác sĩ Alexander Yaxin cũng là một người đầu tiên khám phá ra cao nguyên Lâm Viên, Lang Biang hay còn gọi là Đà Lạt hiện tại của chúng ta bây giờ đó các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến nơi làm việc của bác để xem là ông thầy Năm mà người dân xóm cùng kính mến thì đã chọn một nơi có cái khung cảnh như thế nào làm nơi làm việc nha. Và bây giờ thì Quỳnh Mai đã có mặt tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Và sau Quỳnh Mai đây chính là nơi làm việc của bác sĩ Alexander Yatsen. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng theo chân Mai để vào tham quan nơi làm việc của bác sĩ. Xin mời các bạn. Và năm 1895 thì bác sĩ đã xây dựng cái ngôi nhà này thành nơi để làm việc tiếp khách của ông khi mà ông lên sở ở Suối Dầu. Và sau khi ông mất thì nơi đây đã thuộc sự quản lý của công ty cao su Suối Dầu. Và vào năm 1958 thì Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận ngôi nhà này cho đến nay. Và bác sĩ Alexander Yatsen mất ngày 1 tháng 3 năm 1943 tại Nha Trang. Và theo di nguyện thì mộ phần của ông được đặt tại Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vào năm 2013 thì chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng cho ông là công dân danh dự Việt Nam. Và có thể nói bác sĩ Alexander Yatsen hay còn được người dân xóm cồn gọi với một cái tên rất là dễ thương, đó là thầy Năm, đã được người dân tại thành phố Nha Trang, tại tỉnh Khánh Hòa rất là tôn kính. Và hôm nay thì kỷ niệm 80 năm ngày mất của bác sĩ. Và người dân ở Nha Trang cũng như là ở tỉnh Khánh Hòa rất là yêu quý và kính trọng, gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là thầy Năm. Và ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 80 năm ngày mất của bác sĩ Alexander Yatsen. Quỳnh Mai đã được đến đây tham quan nơi làm việc cũng như là được lắng nghe rất là nhiều cái sự trò chuyện cũng như sự chia sẻ của một số cô chú lớn tuổi về những cái kỷ niệm cũng như cái lòng mến mộ dành cho bác sĩ. Rất vui khi các bạn đã cùng theo dõi đến giờ phút này cùng với Quỳnh Mai để ngày hôm nay đi theo tham quan cũng như là tưởng niệm ngày mất 80 năm của bác sĩ Alexander Yatsen. Nếu các bạn thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy like và subscribe kênh của Quỳnh Mai nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.